Người đàn ông đang bị cấp trên dùng chân đạp liên tiếp, nhưng mọi người xung quanh đều không hề lên tiếng. Bọn họ sợ hãi sao? Do thành tích công việc không tốt, ai ra mặt vào lúc này bất luận là như thế nào đều cũng sẽ phải chịu đánh cùng. Chỉ có điều người đàn ông không thể ngờ được, ở căn phòng bên cạnh, hai đứa con gái của anh đã nhìn thấy tất cả, nhìn thấy ba mình đang bị giẫm đạp ở dưới đất. Người em gái nhỏ Danny không nhịn được liền khóc nức nở. Người chị Inge liền lập tức che miệng em gái lại. Nếu như lúc này mà bị phát hiện thì sẽ chỉ khiến bố càng trở nên khó xử hơn. Sau khi trở về nhà, con gái kể lại cho người mẹ chuyện đó, nhưng người mẹ lại không quan tâm, nói đánh thì cũng đánh rồi, vậy công ty của bố con bồi thường bao nhiêu tiền? Cảm thấy mẹ rất vô tình sao? Nếu như bố của các con nghỉ việc, vậy thì tiền học của các con phải làm thế nào? Lúc các bạn đi học thêm, các con ở nhà tự học nhé. Lúc các bạn đi tham quan, hai con ở nhà được à? Khi bọn họ đang tranh cãi quyết liệt thì người bố trở về, anh ta đứng ở ngoài cửa nghe thấy hết cuộc nói chuyện ở bên trong. Anh ta lại có thể làm gì chứ? Túi gà rán trong tay rơi xuống đất, không một lời phản bác lại. Anh ta sau khi nói lời xin lỗi liền đưa ra lời đề nghị ly hôn với vợ. Anh ta hiện tại không thể cho vợ một cuộc sống mà cô mong muốn. Hai đứa con gái, bọn họ mỗi người nuôi một đứa. Người em gái Danny theo bố, người chị Inge thì theo mẹ. Đợi đến khi hai chị em gặp lại nhau thì cũng là lúc phải nói lời tạm biệt. Người mẹ sau khi ly hôn trong một thời gian ngắn đã tái hôn, tìm được cho Inge một người bố dượng giàu có. Bọn họ liền lập tức muốn chuyển tới Mỹ. Bố dượng khiến cho cuộc sống của chị mỗi ngày đều trải qua rất hạnh phúc. Nhưng em nhìn bố chúng ta đi, ngày nhận lương cũng chỉ mua được gà rán. Em không thấy chán sao? Chỉ vì để có cuộc sống dễ dàng hơn, chị có thể dễ dàng vứt bỏ gia đình này sao? Sau này em sẽ biết cái chỉ vì đó là đúng đắn. Danny rất tức giận, ném chiếc hộp nhạc đặc biệt mang tới cho chị gái ở trong tay đi, xông lên phía trước đánh nhau với người chị. Còn người bố thì sao? Anh ta sau khi ly hôn, cuối cùng cũng không còn bị trói buộc, có thể làm việc mà mình muốn làm. Nhưng anh ta vừa mới bị công ty sa thải, trên người không còn đồng nào. Nhưng may thay, người bà đã cho con trai mình một chút tiền để làm vốn khởi nghiệp. Người bố liền bắt đầu con đường khởi nghiệp bận rộn cả ngày lẫn đêm. Danny lúc rảnh rỗi cũng sẽ tới giúp bố một vài việc vặt. Lúc vốn nghĩ rằng tất cả sẽ trở nên ngày càng tốt hơn, cuộc sống lại giáng một gậy vào đầu Danny. Bởi vì vội vàng đi tới buổi kêu gọi đầu tư, người bố vượt đèn đỏ chạy qua đường liền bị một chiếc xe đâm vào. Cho dù đầu vẫn đang chảy máu nhưng người bố cũng không dừng bước, bởi vì cơ hội không đợi ai cả. Bước tập tễnh đến. Nhưng khi anh ta nhấc chiếc điều khiển lên, không biết là do căng thẳng hay là do di chứng của vụ tai nạn xe vừa rồi, anh ta liền vội đổi sang tay khác. Buổi hội nghị thuận lợi kết thúc. Bởi vì hạng mục này quá xuất sắc, người đầu tư cũng đưa cho anh ta một số tiền đầu tư rất lớn. Mừng rỡ, người cha lập tức đưa tay ra nhận lấy, trong lòng kích động không nói nên lời. Không ngờ rằng tôi cũng có ngày hôm nay. Đây là lần thứ hai chảy máu mũi, nhưng người cha lại không. Lúc ở thang máy, máu mũi lại một lần nữa chảy ra, người bố mới cảm thấy có gì không ổn. Trời cuối cùng cũng đã tối, ở bên ngoài bận rộn cả một ngày, người bố cũng phải về nhà rồi. Anh ta mua một suất gà rán mà con gái thích ăn. Anh ta cảm thấy cơ thể có gì đó càng ngày càng không ổn. Mắt hoa lên, tứ chi mất cảm giác, tay cũng không ngừng run. Thời gian cứ thế trôi qua một cách chậm chạp, ý thức của anh ta cũng ngày càng trở nên mơ hồ. Suốt dọc đường, không có ai nhận ra anh ấy đã không còn cử động nữa. Người đàn ông vừa nhìn thấy được một chút hy vọng liền mãi mãi nằm lại nơi này. Thời gian qua đi, chớp mắt một cái đã 15 năm trôi qua. Trong nhà vệ sinh, cô gái này đang tô cái gì vậy? Rõ ràng là một chiếc giày cao gót đã cũ, nhưng vẫn còn làm như vậy. Cô hư vinh sao? Không, bởi vì trận chiến ngày hôm nay, cô đã đợi 15 năm rồi. Tại một hội nghị cao cấp, Danny khí thế bức người, đến đi bộ cũng mang theo một luồng gió. Còn người phụ nữ ở trên sân khấu kia chính là đối thủ của cô ngày hôm nay, Won Inge. Sau khi cô ta có một người bố dượng thì trực tiếp một bước lên tiên. Hiện tại lắc mình một cái đã có thể trở thành giám đốc của một công ty. Tuy xung quanh có rất nhiều lời bàn tán hoài nghi nhưng thành công chính là thành công. Các câu hỏi liên tiếp được đưa ra, đột nhiên một giọng nữ vang lên, phá vỡ không khí tại hội trường. Tôi là Seo Danny. Vâng, mời cô hỏi. Tôi thấy chị đã có nhiều sự lựa chọn thông minh trong đời. Vậy chị đã từng có sự lựa chọn ích kỷ nào chưa? Chị Seo Inge. Có chứ. Tôi cũng là một con người mà, tôi đột nhiên cũng rất tò mò người lựa chọn khác với tôi năm đó. Hiện tại sống có tốt không, có từng hối hận không? Còn nữa, tên tôi là Won Inge. Sau khi buổi diễn thuyết kết thúc, hai chị em ngồi xuống đã lâu, xem thì có vẻ là đang nói chuyện một cách hòa bình, nhưng trên thực tế là đang công kích lẫn nhau. Hai người cùng nói móc đối phương. Vẫn sống bám lấy bà thề à, chị cũng đang bám lấy bố dượng giàu có đấy thôi. Khi Inge hỏi Danny đang làm việc ở đâu, Danny để giữ thể diện, đương nhiên không chịu yếu thế, liền khí thế nói bản thân đang khởi nghiệp. Nhưng ngay cả khi miệng đang nói hùng hồn như thế, nhưng nhìn vào cái túi trắng trơn trước mặt vẫn là giảm đi một phần khí thế. Vô tình, ánh mắt của Inge nhìn về phía chiếc giày của Danny. Nhìn thấy một vết xước đã bị bút đen tô lên, có thể lộ liễu như vậy tô màu lên da giày bị xước. Vậy thì công việc khởi đang nói tới vốn dĩ không tồn tại. Tốt lắm, em gái hiện tại chỉ là một người làm công ăn lương với số tiền ít ỏi. Sau khi biết được em gái đang nói dối, Inge liền lập tức phản kích. Tuần tới công ty có tổ chức một buổi kết nối doanh nghiệp, hy vọng em có thể tới tham dự. Muốn trong buổi tiệc ngày hôm đó sẽ vạch trần lời nói dối của em gái. Đối diện với lời mời của người chị, Danny đã đâm lao thì phải theo lao, không thể quay đầu. Màn hình chuyển cảnh, Danny đáng thương đang bất lực đập đầu vào cái cột bên đường. Mày điên rồi, Seo Danny.
đối diện với việc khởi nghiệp vốn dĩ không tồn tại, lại còn phải tìm cách làm sao để che giấu nó. Chính vào lúc mà cô đang phát điên lên, ở bên đường đối diện có một chàng trai đang nhìn cô ở phía xa. Bất giác nở nụ cười, cùng đi theo một đoạn đường, chàng trai cuối cùng mới phát hiện ra Danny lại chính là cháu gái của người bà trước đây từng giúp cậu. Trong một đêm mưa bão, chàng thiếu niên này không có nhà để về, nhìn lên tờ giấy cho thuê với giấc rồi lại nhìn lại số tiền còn lại trong tay. Hôm nay lại phải ngủ ngoài đường một đêm rồi. Cậu thiếu niên tên Han Duk Rang là một trẻ mồ côi. Cậu bị đuổi ra khỏi viện phúc lợi, trong người không có gì cả. Người bà tốt bụng đã thu nhận cậu. Han Duk Rang từ nhỏ đã có khả năng đầu tư đáng kinh ngạc, dựa vào số tiền 8 triệu won trong tài khoản tiết kiệm của người bà, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, đã khiến chúng tăng lên gấp 10 lần. Chớp mắt cái, Han Duk Rang cũng đã thi lên đại học. Lúc cậu đang chuẩn bị rút tiền ra để lấy tiền thuê nhà, nhìn hiển thị báo lỗi trên màn hình máy rút tiền, cậu chết lặng. Bởi vì thẻ của cậu là thẻ dự phòng của tài khoản tiết kiệm của người bà. Không lâu trước đó, vì để giúp đỡ công việc khởi nghiệp của con trai, người bà đã sớm rút hết số tiền ra. Duk Rang không hiểu sự tình, trở về nhà với trái tim đã nguội lạnh. Nhưng lại đúng lúc nhìn thấy cảnh số tiền xương máu mà mình vất vả đầu tư mấy tháng qua vậy mà lại bị người bà đem đi đưa cho con trai, cậu rất tức giận. Đợi sau khi người đàn ông rời đi, Duk Rang lập tức đến trước mặt người bà chất vấn, lớn tiếng giận dữ nói người bà là đồ lừa đảo. Nhưng cậu không biết rằng số tiền mà người bà đưa cho con trai chỉ có 8 triệu won của bà. Quay người liền lấy từ trong nhà ra số tiền còn lại đưa cho Han Duk Rang. Vì hổ thẹn, Duk Rang chỉ có thể quay đầu bỏ đi. Trong trạm xe, cậu bất an cầm tấm vé xe trong tay, cảm thấy bản thân giống như một con sói mắt trắng ăn cháo đá bát. Lúc đang tự trách bản thân, người bà liền bước tới, đưa cho Han Duk Rang thay một đôi giày mới sạch sẽ. Theo truyền thống xưa trong dân gian, rời đi nhất định phải có chút thể diện. Hứa với bà sau này khi cháu thành công thì đừng tìm bà, nếu sống tốt thì đừng liên lạc. Có điều, nếu khó khăn hãy gọi bà, như lần trước vậy. Nếu không có nơi trú mưa thì hãy tìm bà, đừng dầm mưa, cứ về với bà. Lúc ly biệt thường rất đau khổ, sau đó ôm lấy bà thật lâu. Đợi đến khi gặp lại đã là một người thành công rồi. Duk Rang đi lên giúp người bà dựng cánh cửa lên. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, người bà nhìn cậu quan tâm hỏi cháu sống có tốt không, ngủ có ngon không. Cháu sao lại tới đây, lại không có nơi để đi sao. Tập tiếp theo Danny sẽ làm thế nào để đối mặt với Inje, người bạn lâu ngày gặp lại Han Duk Rang sẽ giúp Danny.